nãy giờ em đi em thấy cái màu này rất là độc lạ luôn nè, của ngân hàng mỏ cây Bắc đó nha. Cây này dán đổ đã quá. Như cây này tầm khoảng bao nhiêu anh? Như cây này nè. Cây này đẹp quá, giá nhiêu anh? Dạ cây này em giao luôn 220 anh. 220. Quá đẹp luôn. 100% tinh chất thiên nhiên, xua đuổi rùi mũi, treo đủ đồ phòng khách phòng ngủ, chỉ 10.000, chỉ 10.000. Hello, em xin chào cả nhà. Thì hiện tại em đang có mặt tại cầu Bến Tre 2 nè. Hôm nay gia đình nhỏ em đi ngắm hoa ngắm bông ngày Tết cả nhà. Hôm nay em sẽ đi ngắm hoa của đường hoa sưng Bến Tre này. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà cùng xem nha. Thì đoạn đi thẳng phía dưới đó là xuống nhà hàng nổi Bến Tre cả nhà. Thì em mời cả nhà cùng đi với em nha. Rồi em cũng mới gửi xe xong cả nhà. Giờ mình cùng đi tham quan và ngắm hoa nha. Đây. Các bạn em thấy có hoa rất nhiều, hoa giấy nè. Cái hoa giấy rất đẹp luôn. Nhà cũng đi tiếp nha. Hoa giấy nhiều màu sắc rất là đẹp. Thì những chậu cúc mâm xôi rất là đẹp nha. Hoa giấy nào cũng lên màu luôn, lên màu khá là đẹp, khá là tươi. Thì em đi tới khu vực này là tới nhà hàng nổi của Bến Tre này. Thì có những dưới khúc này thì có những gốc mai bự này. Cái này dán khá là đẹp. Này tới gian hàng hoa lan. Hoa lan rất là đẹp luôn. Hoa lan đủ màu sắc, rất là đẹp. Bán khổ quá, nào chết luôn.
là dài. Cửa hàng hoa, hoa lan rất là đẹp, rất là nhiều hoa lan ha. Rất là nhiều hoa lan, hoa lan đẹp quá. Đây trang trí những chậu hoa nè, rất là xinh luôn. Hoa lan của nhân hàng rất là đẹp. Khá là đẹp luôn. Cua này thì rất là nhiều mai, chủ yếu là mai vàng. Nhiều gốc hình dáng rất là đẹp ha. Có cây đằng kia dáng đổ quá đẹp. Chia sẻ cây dáng đổ này cùng với cả nhà nha. Đây có những cây hoành lớn. Rồi anh chủ à, có cây này dáng rất là đẹp nè, nó đã luôn. Chia sẻ cái này nha. Cây này dáng đổ đã quá. Như cây này tầm khoảng bao nhiêu anh? Như cây này nè. Cây này là giá 15 triệu nha các bạn. Bông bông rất là sai bông nha. Đây là có những cây 1-2 triệu nè, này dáng cũng rất là đẹp. Tại chợ chợ Sơn Bến Tre cái nhà thì ở này là dưới của nhà hàng nổi nè, nhiều cây 1-2 triệu là cũng khá đẹp luôn. Có những chậu lớn ha. Chậu bán mai mai bảo gì nhiều gốc đẹp quá. Đây có khu bông bông lan nè, lan màu rất đẹp. Nhiều lan rất đẹp, lan nhiều. Anh tạo những cái vỏ hoa lan, những cái bình hoa lan rất là đẹp luôn. Đó là đẹp. Đây những cái bình rất là tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như cái bình vàng này là khoảng nhiêu bình anh? Cái 250 cây á, 250. Là nguyên cái đó luôn ha, có cái cây là cây 250. 250. Cái này nhiều cây nhiều tiền. Cái một cành bông lên là 250. Này những bông phượng hoàng này. 90.000 một túi cơm đổ xác xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Lên màu rất là đẹp. Tủ đồ phòng khách phòng ngủ 90.000. 90.000 một túi cơm đổ xác xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách đẹp. 90.000 một túi thơm đổ xác xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ 90.000. 90.000 một túi thơm đổ xác xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Ngoài đẹp này cũng có cái này. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ 90.000. 90.000 một túi thơm đổ xác xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ. Cái này đẹp quá, giá nhiều anh? Giá cái này nhiêu luôn? 220.000. Quá đẹp luôn. 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ 90.000. 90.000 một túi thơm gỗ sát xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ 90.000. 90.000. Rất là nhiều đơm nụ luôn. 90.000. 90.000 một túi thơm gỗ sát xỉ 100% tinh chất thiên nhiên. Xua đuổi rồi ngủ theo tủ đồ phòng khách phòng ngủ. Này cũng còn nhiều gốc khôi nè. Khôi này quá đẹp. Thì cao quá nè, cao nụ nè. Cái này là cái me ha. Me dáng cũng độc quá. Me là được uống héo nha. Thì em đi tới vườn lan Bảy Yến được quá nha. Thì đây là của Mỏ Cày Bắc nha. Trang trí những cái bình hoa lan rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời. Khá là đẹp. Ôi, nhiều màu sắc quá. Nãy giờ em đi em thấy cái màu này rất là độc lạ luôn nè. Của ngân hàng Mỏ Cày Bắc đó nha. Đây, đây là trang trí vỏ hoa lan quá là tuyệt vời. Nó rất là nhiều loại lan ha. Đây có lan bông nhuyễn nữa. Như một bình vậy là 3.700.000 này cái nha. Một bình như thế này là khoảng 3.700.000 nha. Rất là đẹp ha. 30.000 bao lì xì 15.000 hai tấp. Hay về là chân tết luôn cả nha. Những cái rất là đẹp. Chú heo nên heo xuân, heo này heo hất tài, heo vàng, heo ngọc cái này, những cái bình hoa ha, bình hoa rất là đẹp. Hoa này khéo trai quá. Rồi rình rình lá ngọc bữa nay đợi hạ giá luôn mấy chị, có 10.000 chậu, 10.000 luôn nè mấy chị, 10.000 20, 30 nè mấy chị, bước vô quẹo lựa đứng lựa ngồi lựa nằm lựa cũng có 10.000 luôn mấy chị ơi. Rồi rình rình lá ngọc bữa nay đợi hạ giá luôn mấy chị, có 10.000 chậu, 10.000 luôn nè mấy chị, 10.000 20, 30 nè mấy chị, bước vô quẹo lựa đứng lựa ngồi lựa nằm lựa cũng có 10.000 luôn mấy chị ơi.
Hết rồi luôn, còn ăn rớt luôn. Kiện lá mà đỏ vàng. Sáng ngời luôn. Này trang trí có những cây dừa nè, cây đu đủ nè, cây tre nè, quê hương Việt Nam ấy. Rất là nhiều.